người bình thường có nên uống vị thuốc đông y xạ đen hàng ngày? Xạ đen là loại dược liệu có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số loại bệnh như giúp cơ thể thanh nhiệt và giải độc, hỗ trợ điều trị các bệnh đái tháo đường, viêm nhiễm, máu nhiễm mỡ, dùng trong giảm đau, tăng sức đề kháng của cơ thể. Nhưng một câu hỏi đặt ra rằng, người bình thường có nên uống xạ đen hàng ngày hay không? Y học cổ truyền Việt Nam cùng với các phó giáo sư, tiến sĩ đang giảng dạy tại khoa y học cổ truyền trường Đại học Lương Thế Vinh sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này trong video sau đây. Xạ đen còn có tên gọi khác là cây bách dài, cây bạch vạn hoa, cây đông triều, cây đơn lá chè. Đặc biệt đối với dân tộc Mường tại Việt Nam, vị thuốc này còn có tên gọi là cây ung thư. Tên khoa học là Ehrlichia aspergilla Jr. and Mr. Theo các nghiên cứu, xạ đen là vị thuốc có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Danh sách này gồm: thứ nhất, hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Xạ đen có tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp không ổn định bằng cách đun lá cây xạ đen với nước uống mỗi ngày hoặc pha trà uống hàng ngày. Thứ hai, hỗ trợ điều trị ưu biếu. Trong xạ đen có chứa hai hợp chất flavonoid and quinone có tác dụng hóa lỏng và tế bào lạm phát. Hai dược chất này giúp làm chậm sự phát triển của khối u khi mới hình thành. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang nằm ở giai đoạn nghiên cứu. Thứ ba, hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Thị Tĩnh, giảng viên khoa y cổ truyền trường Đại học Lương Thế Vinh, sử dụng xạ đen tốt cho người bệnh máu nhiễm mỡ đã được minh chứng từ công trình nghiên cứu của Học viện Quân y. Bài thuốc điều trị này cũng khá đơn giản, chỉ bằng cách sắc độ uống từ cây xạ đen mỗi ngày. Bên cạnh đó, vị thuốc đông y xạ đen còn có khả năng cải thiện giấc ngủ, trị suy nhược thần kinh cũng như giúp tăng cường tuần hoàn máu não, điều trị chứng hoa mắt chóng mặt. Quay trở lại với câu hỏi người bình thường có nên uống xạ đen hàng ngày hay không? Theo đông y, xạ đen có vị đắng chát, tính hàn, có tác dụng lợi tiểu, thông kinh, tiêu viêm, chữa ung nhọt, lở loét, mát gan mật, giảm tiết dịch và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Do đó, đối với những người bị mụn nhọt, lở loét thì có thể đun nước xạ đen uống hàng ngày. Với người bình thường, giảng viên khoa y cổ truyền trường Đại học Lương Thế Vinh, tiến sĩ Hoàng Ngọc Hà cho biết, bạn vẫn có thể sử dụng xạ đen đun nước uống hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tăng cường tuần hoàn máu não, uống theo nhu cầu hoặc trên 100g một ngày. Tuy nhiên, với các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh thận, huyết áp thấp, phụ nữ mang thai, trẻ em thì cần có sự thăm khám và tư vấn của thầy thuốc chuyên môn. Bên cạnh đó, khi uống nước xạ đen thì không nên sử dụng rượu bia, thuốc lá hay các chất kích thích vì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tác dụng của xạ đen. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến những kiến thức hữu ích đến quý vị khán giả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế hoàn toàn cho lời khuyên của thầy thuốc hay bác sĩ. Hãy đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nếu nhận thấy sức khỏe không tốt. Đồng thời, đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều hơn những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!